Bạn là một người dễ bốc hỏa và thường xuyên cáu gắt. Dạo gần đây thì lại còn hay có triệu chứng mất ngủ và thường xuyên ngủ chập chờn. Và để ý kỹ hơn thì làn da của bạn trở nên sạm và khô hơn. Hay đơn giản là bạn đang có nhu cầu muốn làm đẹp da, muốn làn da của mình trở nên trắng hồng, rạng rỡ và thật sự khỏe mạnh. Thì hôm nay Hà sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mà có thể giải quyết được toàn bộ những vấn đề kể trên. Đó chính là viên uống đẹp da Sâm Tố Nữ. Sâm Tố Nữ được chiết xuất từ mầm đậu nành, collagen, vitamin E, sữa ong chúa và chiết xuất lô hội, giúp bổ sung isoflavone, vitamin E, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng do suy giảm lượng tiết tố ở nữ giới. Một cái điểm mình rất thích ở hộp Sâm Tố Nữ này là em nó được chia ra làm 3 cái lọ nhỏ như này. Mỗi lọ nhỏ như này thì sẽ gồm khoảng 15 viên, thì rất là thích hợp cho những bạn nào mà đi du lịch, đi chơi hoặc là đi công tác xa thì mang theo cái lọ này rất là tiện lợi luôn ý. Các bạn nên dùng Sâm Tố Nữ mỗi ngày 2 lần và mỗi lần các bạn uống chỉ 1 viên. Các bạn có thể uống trước hoặc sau bữa ăn 30 phút để tác dụng hiệu quả hơn nhé. Sản phẩm này rất là phù hợp cho những chị em đang trong giai đoạn tiền mãn kinh, bởi vì Sâm Tố Nữ thì có tác dụng có thể điều hòa được lượng tiết tố, giúp ngăn cản quá trình lão hóa của da. Mình muốn lưu ý thêm một điều nữa là sản phẩm Sâm Tố Nữ không phải là thuốc mà nó chỉ là thực phẩm chức năng thôi, tức là có thể hỗ trợ được các bạn phần nào để chữa trị cho cái làn da mình trở nên xinh đẹp hơn. Thế nên là song song đó các bạn phải ăn uống điều độ, phải tập luyện và phải có ý thức bảo vệ làn da mình từ bên trong, như là các bạn ngủ đủ giấc này, uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và hoa quả. Mình mong qua clip này thì các bạn luôn luôn có ý thức để bảo vệ bản thân, bảo vệ sức khỏe và bảo vệ làn da của mình. Chúc các bạn luôn luôn xinh đẹp và khỏe mạnh nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.